cá này mới đã nè. Mập dễ sợ. Đây. Kết quả. Wow. Cuối cùng. It's not fighting so much. You need a net? Ah, here it is. Okay. Wow. It's a good beautiful size. Beautiful size. Yeah, good. Các bạn biết không? Hồi chiều nay đi câu mà hồi chiều giờ dính nhiều cá quá, không có thời gian để mà mình quay phim. À, bây giờ đang trên đường lai còn dính một con nữa đây. Ở đây là trong cái thùng này là số cá này là dính hồi nãy giờ, là các bạn thấy không, gần nửa thùng. Còn ở bên đây nè, ở bên đây là thật sự là cái số cá mà mình kéo lên được. Mình show cho các bạn coi nha. Tại vì cái cooler của mình nó nhỏ quá, mà bây giờ á mình không có đồ đựng cũng không đủ nữa. Bây giờ ở đây nè, các bạn thấy không, bây giờ đây là 4-5 con nè, không thể nào mà bỏ vô cái khu lò đó được. Mà bây giờ cá lớn là mình phải treo ở đây. Và bây giờ cái đường lai nó còn đang dính nữa nè. Đây, trên đường lai đang dính nữa. Dính một con nữa. Thật ra mình không có thời gian để quay video. Đó, đây dính một con nữa. Wow, con cá rất là lớn. Đây nè các bạn, đó là bà con xem nha. Con này là nó còn nhỏ hơn mấy cái con mà hồi nãy tôi kéo lên cho các bạn coi. Con này nhỏ hơn ha. Nhưng mà nó vẫn đã tay lắm. Các bạn thấy không? Con đó rất là bự. Còn trong cái thùng đó. Ok. Bây giờ không có thời gian, phải có người hép mình mà làm mới được. Thành thử thằng con tôi nó không thể quay phim đầy đủ được. Thì tới cuối cùng thì tôi sẽ quay lát về nhà tôi đổ cá ra quay cho các bạn coi đầy đủ hơn ha. Bây giờ nó còn đang dính đường nữa lại nha, giật nữa kìa. Ok. So I'm gonna put on top of the back of the boat, my dad gonna hold it and I'm gonna drive the boat into the other area. Pick up the other line. I can't even do it with one hand. See. Oh my god. Oh. Kéo lên luôn. You pull it here. Yeah. You pull it over here. Oi. Yeah. See. Wow. And tie it here. We got 5 right here. I'm gonna tie it here. Bạn biết không? Bữa nay kéo mới có một đường lai thôi, mà bây giờ trong cái khu là cá gọn là bỏ vô được. Còn ở đây là 5 con. 5 con ở phía sau này là nó quá dài so với cái khu là mà bây giờ bỏ vô cũng không hết. Nó giải văng ra. Thành ra chúng tôi phải cột dây. Giờ treo ở phía sau này. Bây giờ phải chạy về tới đằng kia đặng gỡ cái đường lai thứ hai. Ok, bữa nay quá đã luôn. Bữa nay thường thường đi câu không có thì càm ràm bực mình. Còn bữa nay đi nhiều quá cũng càm ràm mà cảm thấy vui. Quá đã. Đây, mới về tới nhà đây. Mới về tới nhà bây giờ trải đồ đang kéo mấy con cá này ra. Đây, bà con thấy không? Bỏ bên Mỹ. Cá quá rồi, rất bự luôn. Mới về tới nhà. Mà cái này kéo có một dây thôi, còn một dây nữa là coi như là bây giờ nó còn đang ở trên hồ. Nãy tìm tối quá rồi, đèn bữa nay nó hết pin rồi, tìm không ra. Ra chạy về rồi giờ bỏ mãi sáng chạy ra vớt dây kia. Con cá mà bỏ vô cái giờ anh kéo lên không nổi mà. Năm con. Mà con cá này nó cũng không có lớn bằng một lần ha. Một lần mới ly sách con cá tới lưng quần đó để đứng. Đâu mới ly sách hai con lên coi. Cái này sách con cũng không nổi. Sách hai con hai tay lên coi. Con cá này nó mập.
cho người ta thấy được con cá nó dài cỡ nào đó. Đây các bạn nhìn thấy hai con cá nè. Rồi để đụng đất nha. Đụng đất coi. Đó con cá nó dài lên tới lưng quần luôn. Mẹ chồng nhỏ dữ vậy. Con này là con crappie. Crappie. Như tôi nói tối hôm qua là tôi giăng hai cái đường dây câu mà gỡ được có một đường thôi. Còn nhưng mà bây giờ tại vì hồi hôm cái cục pin tôi bỏ vô cái đèn của cái phao nó bị hết pin sao đó, thành ra nó bị tối mình không thấy. Nên bây giờ tôi đi trở ra để mà tìm cái dây thứ hai. Nhưng mà do thằng boy tôi nó đi làm rồi, thành ra bây giờ tôi có người lính mới. Lính mới theo để phụ. Đây, lính mới tôi đây. Nói chung đây là bà xã của tôi. Thì bữa nay bà theo tôi để phụ kiếm cái đường dây câu đó. Ok, thì giờ chúng tôi đang trên đường đi. Bây giờ là 8 giờ sáng, mặt trời mới vừa lú lú, rất là đẹp ha. Nhưng mà trời hơi se lạnh, nhưng mà rất là đứng gió, rất là êm. Hy vọng rằng hai chồng bữa nay không biết có lucky như tối hôm qua không. Hy vọng rằng đi với bà xã lucky hơn. Bữa nay nó chạy. Mình thì hôm nay mình nghỉ rồi, đi kiếm cá về cho bà con. Vui, chủ yếu là vui là chính. Con này con gì quá tài vậy anh? Con này anh không biết con gì, cái mỏ nó vàng vàng á. Nó còn phải dịch chứ. Nó lội dưới nước nè. Nó lội nước được luôn. Nó đâu phải dịch đâu. Vàng ha. Còn cái đằng kia gì mà đậu trắng trắng quá tay á. Con này con Sigu. Sigu là con Việt nè. Wow. Việt nè. Thấy không? Wow, rất là vàng. Ồ, vàng quá ha. Cá đầu tiên. Cá đầu tiên này hơi nhỏ. Thấy không? Cá tươi ha. Cá đầu tiên hơi nhỏ. Đây là con thứ hai. Con thứ hai. Con này chắc dính. Ồ, con này dính từ ở ngoài dính vô. Ồ, nó ăn câu tưởng nãy con này bị sưng cái mỏ luôn. Cá bỏ cả đêm nay mà tưởng đâu nó chết mà ai chết. Sống. Này chắc mới dính đầu sáng hay gì. Dính nữa, dính nữa cả anh ơi, nó cái gì vậy ngoài kìa, thấy không, phải nó gì không đó. Wow, thằng quan kéo không nổi. Dính nữa, dính nữa cả anh ơi, nó cái gì vậy ngoài kìa, thấy không, phải nó gì không đó. Wow, thằng quan kéo không nổi.
rồi, dính nữa em ơi. Dính nữa, dính nữa. Đau, 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 không lấy. Đây, 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 đây. Sáng nay cá gọn 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 không ha? Cá này thì vừa ăn. Cá này vừa, còn cá này hôm là... Cá này hôm bự quá. Cho bà con nướng. Cá này hôm là phải nướng. Cá này là kho. Cá mập quá hen. Cá mập lu luôn ạ. Nó nhỏ mà nó mập. Trắng tươi. Đó, 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 đó. Thấy rồi nè, nó dãy nè. Cái này cá gọn gọn ha. Cá nhỏ. Tối này cá nhỏ, sáng này cá nhỏ. Mà dở dày dễ, dễ. Rồi. Cá mập ú không? Ú à. Cá mập thiệt á. Cá này. Cá nè. Mập lăn linh luôn. Nghe nó giật 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 quá em ơi. Dạ hả? Giật giật. Đâu, đâu, đâu. Ô, oh, ô, oh, hai con liên tục, hai con. Hai con có con bự đó. Ô, cá đó bự đó, đó đó đó. Con bự ngoài kia đó. Con ngoài kia đó, đó nó bự nó lội wow, đó. Chắc để kéo con bự vô trước để xảy quá. Vậy, vậy anh sao? Kéo lấy cái vợt, lấy cái vợt, vợt. Khoan để chờ em lấy cái vợt nha. Thôi để lấy, lấy. Lấy lấy đi, lấy. Wow, con bự nữa nè. Đó, nó dính cái nó cái lọ à. Wow. Bỏ cô Lý bữa nay dẫn vợ đi cô Lý. Dẫn vợ đi cô Lý rồi. Wow. Đã quá. Vậy là bữa nay về có cá chia cho bà con rồi. Wow. Dính có cái mép à. Đây con cá mình gỡ rất là dễ. Wow. À. Đây. Có dính nữa không anh? Đang nghe giật 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 đây. Giật giật đây, không biết lớn nhỏ đây. Không biết lớn nhỏ đây. Lớn nhỏ đây. Cái wow, bự 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 lên đây. Wow, wow, bự 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 bự. Bự 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 bự. Bự 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 bự. Bự quá trời luôn mấy cháu ơi, qua đây kéo phụ chú nè. Wow. Ôi, cái này nó mập. Wow. Vậy là bữa nay vô mánh quá trời luôn rồi. Cháu trên YouTube hàng ngày mà không có đứa cháu nào qua kéo phụ hết. Hết trơn. Toàn là coi chê khen không à. Không phụ gì hết. Chắc còn nữa mới ghê chứ, nghe nó giật 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 đây mới ghê chứ. Nghe giật giật mới ghê chứ. Wow, đây đó, này nhỏ. Đây con này gọn thôi, con này cỡ chừng bao phao, một phao hai phao. Ok, con này kéo lên luôn rồi. Cỡ này quá vừa size, cái size này là good, rất là good. Cỡ này vừa, cỡ này vừa. Cỡ kia ha mà bự quá, bự quá ghê. Thực ra hồi tối dính cá đã hơn bây giờ, nhưng mà hồi tối là không có quay phim được, tại vì cái thứ nhất là tối quá, cái thứ hai là nó dính nhiều quá, thành ra hồi không có thời gian. Hết rồi hả? Hả? Còn cuối đường còn dây đó là hết rồi. Mấy lưỡi nữa, còn mấy lưỡi nữa là hết cái đường lai rồi. Thấy cái phao không? Đó, cái phao của mình nổi đâu. Còn với các cháu coi thấy cái phao rồi, tới cuối coi có còn dính con nào nữa không? Còn không mà nghe im ru rồi, nghe im rồi. Ơi, nghe còn hả? Còn nha. Còn hả? Còn nha, nghe giật giật nha. Đâu? Còn nghe giật giật nha. Nghe giật giật nữa nha. Chắc còn đó. Nó dướng cái gì ở dưới nặng quá trời. Dướng cái gì nặng quá. Còn chắc rồi. Đây một con bự nữa. Wow, trong cái con này là bự bự nhất luôn. Trời ơi, con này. Nãy giờ tưởng đâu con này. Nãy giờ tưởng đâu dướng gốc cây vậy chứ. Không mà dướng gốc cây thiệt. Wow, con cá này bự quá các bạn ơi. Nó cắn cái tay tôi. Cắn tay đầu á. Dở lên, dở lên. Hả? Dở lên trên. Nó dướng cái chì dưới, nó rỉ dưới. Yeah.
Ba mẹ quấn con dây vô đây nè. Wow. Có chân nó giải rớt. Wow. Con cá này mới đã nè. Mập dễ sợ. Đây. Đâu. Kết quả. Wow. Cuối cùng. Ôi. Đường dây cuối cùng. Còn mấy lưỡi cuối cùng đó. Đau lưng luôn. Kéo con cá mà đau lưng luôn á. Oh my god. Đây. Nãy giờ ông chú con cao được nhiêu đây đây. Đâu được nhiêu đâu. Wow. 5 con bự. 3 con bự nhất. Cháu nào muốn lấy một con giơ tay lên. Đóng thùng gửi đi liền. Ra câu nhiều ham chứ ăn uống gì, về cho không? Về cho không à. Tại ham vui. Cho vòng vòng bạn bè thích lắm. Cho phải chở tới nhà. Tại vì cá câu nó ăn nó tốt rồi. Còn có mấy lưỡi nữa là hết xong cái đường lai này rồi, nhưng mà tôi nghe nó tình hình nó êm ái quá thì tôi nghĩ cắt hết cá rồi. Thì chúc bà con, các cháu, các bạn, tất cả đều bình an hạnh phúc bên gia đình ha. Cũng cảm ơn đã ủng hộ những cái video của tôi. Ok, thì tôi cố gắng làm những cái video nào mà thú vị cho bà con coi.